Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác một mẫu xe siêu phẩm trong dòng địa hình, một chiếc xe đạp đến từ thương hiệu Mỹ, thương hiệu Big Cat Model Pro Rex. Xe thì được sử dụng full hết một bộ group Shimano DOG 8 món từ cụm phanh dầu, bộ chuyển động đùi đạp. Đó, rất là ngon, giảm sóc hơi, rồi bi vòng cuối lỗ vành này là Mavic của Pháp. Đó. Rất là ngon, trong cái tầm giá em đang bán chỉ có là 11 triệu 500, full hết đồ chơi cho các bác sử dụng. Đây, thương hiệu Big Cat của Mỹ, thương hiệu của Mỹ, của châu Âu. Khung sơn rất là đẹp. Đây. Sử dụng công nghệ nhôm 7005. Một cái loại nhôm siêu nhẹ và loại nhôm là ngon nhất trong cái về xe đạp địa hình này, xe đạp thể thao này, 7005 xe nhôm siêu nhẹ và cực kỳ bền. Không tính đến những cái nhà sản xuất khung riêng như Zantech hay là XDS có những cái loại zone riêng thì trong cái dòng nhôm về xe thể thao thì 7005 nó đứng đầu ngon nhất rồi. Màu sơn cũng rất là đẹp. Màu xám và bên dưới là đen. Đây, cực kỳ là thể thao. Chạy full hết một bộ group chuyển động Shimano DOG 10 tầng lip và 3 tầng đĩa, từ bộ đề này, hai bộ đề, đề trước đề sau DOG. Đùi đạp cũng là DOG đùi trục rỗng, rồi tay bấm xả trên, rồi cụm phanh full hết Shimano DOG, rất là ngon trong cái tầm giá đang bán 11 triệu rưỡi. Có cả giảm sóc hơi của FR Santour Ibicon. Vành được cặp vành Mavic này, thương hiệu Pháp này. Và cụm Mayer cực kì đẹp. Mayer bi vòng bên Mayer theo vành luôn, Mavic này. Theo vành luôn. Bi vòng. Và đằng sau cối lỗ. Thì sau có cối lỗ. Mình phun hết tất cả đồ chơi cho các bác chơi xe. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe này có cái gióng, nó là gióng thẳng như này thì nó sẽ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m60, 60-61 đến 70-71 thì phù hợp. Động cực kỳ nhạy, rất mượt mà. 10 lít 3 đĩa, 30 tốc độ, đủ DOG. Sử dụng thêm lốp nhỏ nữa. Lốp nhỏ giúp các bác di chuyển trên đường nó rất là nhẹ nhàng. Đạp đường phố như kiểu là Việt Nam thì lốp nhỏ đi nó sẽ thích hơn là lốp to. Và cái giá bán bên em đang bán như em thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 11 triệu 500 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.